phát hiện ra Kasa và một tình huống đánh hạ thông đồ. À, hoa soi sáng cướp góc trong bối cảnh là Kasa sẽ ra trừng phạt đến từ sọp, nó sẽ là dễ dàng free luôn, bắn luôn đến từ sọp, tốc biến lên bắn quy rồi sát thương cực kỳ nhanh. Z lại xuất hiện với hai bùa, thổi chiêu cuối sọc có mà né phi tiêu. Ủa, né phi tiêu. Ông Anista nhanh tay thế, sọc vẫn sống kìa các bạn, kiểu vãi đái. Tôi tưởng phản đấy sẽ chắc rồi, phản đấy Kasa trả sát thương gắt thật sự. Đây là Kasa. Kasa không đùa với Nai hả? Nai đang đùa hình như 369 thì phải. Sọc lướt lên bắn luôn. Sọc kích hoạt tăng tốc pha chạy về vào góc. Né xa con Z này ra. Bắn liên tục vào mồm, Q3 trượt. Bài vàng chuẩn bị được rút ra. Tốc biến được tức lên từ Kasa. Một bất lợi rất lớn đến từ Kasa ở ngay vòng rừng đầu tiên. Chắc chắn ở đây sẽ là một bất lợi cực kỳ rõ ràng. Và Sọc xem khai thác như thế nào cái điểm yếu này đây. Nearly cùng với Sọc đều đang là hai người mất rất nhiều máu ạ. Một ngọn lao được né tốt bởi vị trí của Fan Fan. Fan Fan không cần phải back về nhá. Qua ra, qua nhá, qua nhá, qua nhá, qua nhá. Sọc còn một bình ở Nearly, Kasa còn một bình nhưng không qua. Sọc quyết định lùi về, máu hơi ít. Lùi về để có thể kiểm soát con bùa xanh trước. Ăn con bùa xanh thực ra không mất máu. Đối với những người chơi Ray, nhiều bạn sẽ biết là con Ray đi rừng thực ra nó không phải là một con mà nó bị mất quá là nhiều máu đi. Nếu bạn nhìn học cái cách thả diều của Sọc này, ra có thể ăn một hit hay là hay là như nào đấy, nhưng mà căn bản là ăn bùa đối với Ray nó không hề mất máu. Ăn mấy con cóc này thì may ra bị nó phà một hai phát. Những cách mà Sọc nó hút máu lại ăn con bùa xanh thì các bạn không hề mất một giọt máu nào. Rất là đơn giản, bạn có thể thả diều nó bằng những tình huống bắn tay kết hợp cùng với E. Ăn cóc thì phải mất máu nhé, ăn cóc mà bạn chạy vòng vòng là hồi nó reset máu là hơi mệt á. Ăn bùa đỏ cũng thế, tương tự là như vậy. Bất lợi này không phải là bất lợi quá lớn cho Sọc. Và Kasa thì có thể sẽ gặp một chút vấn đề. Kasa được giúp đỡ ăn ở khu rừng dưới và ăn cực kỳ nhanh, ăn đến bãi thứ 3 rồi Sọc mới ăn xong bãi 2. Sọc ping sang khu vực bùa của Kasa và Kasa đã có cấp độ 3, trong khi đó thì Sọc chắc chắn sẽ đi qua tầm nhìn. Tình huống mà Sọc lướt lên với sự xuất hiện đến từ cả Fan Fan nữa thì Kasa sẽ dừng lại việc ăn bãi chim này, trong lúc đó Sọc sẽ lên 3. Kasa không thể nào ăn bãi chim một cách gọi là yên ổn được. Một tình huống không có trừng phạt, sao băng lên với bài xanh đến từ vị trí của ui mất máu hơi nhiều ông ơi. Sọc trừng phạt, tốc biến bỏ chạy, tốc phi tiêu lên trên công đầu ạ. Z còn tốc biến nha, tốc biến qua Sọc, tốc biến theo luôn, có Nidalee phóng lao sát thương không nhiều, tốc biến theo nối cú quy quy 2 chuẩn xác. Sọc dứt điểm thành công 1-1. Có TP đến từ Fate và lúc này Fate TP lên đường trên luôn, đẩy Wailing gây áp lực. Sọc tìm kiếm vị trí của Kasa, rút súng nhanh qua Kasa, chạy về hướng này, tốc biến không còn, một thiếu phóng lao trượt. Fate đang có cấp độ 2, Q1 trượt, E Q2 cũng sẽ là trượt mà thôi, không đủ tầm. Tiếp tục Fate vòng ra một góc cực kỳ dài và Kasa chạy tự sát à? Tự sát rồi. Tự sát thế này thì Sọc lại xin nhẹ mấy bùa ở đây. Có kinh nghiệm nha. Sọc sẽ ăn được cua dưới, à nhầm cua trên rồi, có thể xuống cả cua dưới nữa. Tiện đường ra ganh khu đứng giữa, Z không còn tốc biến nhưng còn phân thân bóng tối nha. Sọc đứng chờ sẵn ở đây, Z mất phân thân là có thể gặp nguy hiểm. Bài vàng rút ra, một thường đánh tay, Quy đánh tay, lấy nhẹ nửa cây máu của Z, sau đó hướng xuống cua dưới. Bộ đôi đường dưới đang bị đẩy nha, bộ đôi đường dưới bị đẩy và Talia phải bấm B về, nó Sọc không ra cua được. Cua này hơi khó bạn ơi. Bộ boss nếu ra rồi cua này không ăn được, Sọc quyết định rút lui về ăn chim cùng với bùa đỏ. Trong khi đó Kasa bị cướp mất đúng một bùa mà thôi, cũng không phải là vòng rừng nó quá là tăm tối dành cho Kasa. Pha combo lên đến từ Alistar và Alu mất tốc biến vẫn chết mà thôi. Trừng phạt đánh tay có cả thiêu đốt nữa, mạng có dành cho Kasa, tốc biến bỏ chạy đến từ vị trí của xạ thủ, sau đó thì lên bảng. Talia không phải xạ thủ mà Kasa vẫn sẽ chết. Trong lúc này thì Sọc sẽ cố gắng farm, Kasa cố gắng gọi là câu giờ một cách tối đa luôn. Sọc đứt ăn mạng rất tội nghiệp cho Kasa, ăn được hai mạng. Kasa vẫn đang bấp mé khu vực đường dưới có định ganh và Sọc chắc chắn sẽ bị lộ tầm nhìn nếu ăn lên trên. Sọc vẫn đã hơn Kasa được khá là nhiều chỉ số có vật rừng ở đây, ít nhất là hai bãi. Pha thiếu kích húc tốt đến từ Alistar, có kích vào dư trần không thoát nổi rồi. Mạng cho Galio, Galio được farm nha, rất là khỏe nha. Sọc tranh thủ khoảng thời gian qua cướp rừng. Bãi rừng này nó không phải là bãi rừng quá là hiệu quả. Ping rồi các bạn thấy không? Các bạn thấy Kasa ping không? Ping chấm than liên tục màu đỏ kìa. Ping one ding kiểu
Ở đó có người ạ. Ui, Kasa gánh rát qua đi thôi. Quang để chấn trượt. Kasa thậm chí không đứt. Sọt vào ăn bãi chim và Kasa cũng không thể nào cướp chim ngược lại được. Kasa vẫn đang gọi là cực kỳ tích cực trong việc gank, việc farm, lúc này farm hết lại sọt rồi. Bây giờ sẽ là mùa xanh tranh chấp. Bánh tranh chấp mùa xanh thì sọp côn vào với trừng phạt hơn một cấp độ. Thậm chí Kasa lúc này không có trừng phạt. Sọp sẽ vào gọi là trừng phạt. Ôi, trừng phạt trượt đến từ sọp ạ. Trừng phạt trượt đến từ sọp, đó là tình huống dồn sát thương tốt hơn đến từ vị trí của Kasa. Với cú quy đơn giản là như vậy, sọp trừng phạt lỗi. Và mất mùa xanh cũng không để lại hậu quả gì quá nặng nề. Nearly vẫn cấp độ 5 và lên 6 thì ra vẫn vậy. 4v4 diễn ra, pha khiến đi từ Galio nó không đủ tầm. Phi thạch trả ngược lại liên tục, bài vàng rút ra, pha lướt lên bắn đến từ sọp, bị trả sát thương lại bởi phi tiêu, con Z cấp độ 6 nha. Sọp bị dính giới tử thần. Pha đổi bóng cực kỳ ảo diệu đến từ Z, phi tiêu trúng hàng loạt người Alistar quay lại combo. Nhưng bây giờ lấy đồ sát thương quang để chấn trượt, Z lại đổi bóng ngược lại gây sát thương và Gatalia càng tức chết, Z đánh quá ảo. Kasa tốc biến lên dứt điểm thành công và đó là mạng, liên tục là mạng. Kasa còn dưới 10 máu, sọp chỉ có thể rút về thôi. Thế nên Z đánh ảo thật sự ạ, Z lên vô danh trước luôn kìa. Pha còn biến ảo khôn lường ạ. Sọp gặp ngay hàng cứng Kasa khác. Mấy rừng non non mà gặp cái thế này, sọp nó alpha thì nát đầu. Kasa bằng một cách nào đó vẫn kiểu gượng lại cực kỳ hay luôn. Tốc biến làm choáng la bồi vào chắc chắn chết rồi, tốc biến vẫn lên bảng. Đó là tình huống định mệnh gọi lên. Đáp xuống với bài vàng, có chắc chắn là tầm nhìn ở đây. Ui, ăn một lao gần nửa cây ạ. Pha băng vào đến từ Kasa, bị trả sát thương lại chơi cuối Senna từ xa. Chỉ là tạo giáp cho Tha rút lui mà thôi. Bài vàng rút ra, ngay tức mất cắt đến từ vị trí của Tha, không có sắt. Sọp chỉ cố gắng đẩy mà về. Chỉ cố gắng đẩy và bấm B về rồi đánh không nổi. Đối phương sẽ nhấp nhả ở đây khi mà sọp không làm được gì thì thôi. Đứng dưới siêu dáng thế, khiêu khích hai người đấm phát chết luôn. Không nói nhiều, bộ boss nát thực sự ạ. Nếu hiểu hôm trước, mấy game trước ông này đánh con Thread đánh gắt vãi đái luôn. Hành team sọp phải gọi là nát người. Tự nhiên bây giờ chuyển sang team 2, chuyển sang cùng team một cái là thấy fit. Quá trời fit luôn. Siêu mẹ nó khó luôn. Kasa xuống dưới lại ngủ đây rồi. Và hất tung lên đấy từ Alistar, hất về đánh tay làm choáng quang địa chấn bồi vào nào. Quang địa chấn trúng sát thương sẽ là đủ mà thôi. Nó đã là đủ, hồi máu không kịp, sọp lướt lên. Sọp sẽ là có thì cũng làm chậm bằng bom khói. Alistar vẫn chờ CC kịp. Hơi đen. Trả sát thương lại cũng khá là gắt, một con Senna này nó khá là trâu rồi. Đứng trên có gank, đó là định mệnh được gọi đến từ vị trí của Fan Fan. Và Atchok tạm thời vẫn chưa có Q. Có hồi máu sách phép Q1, EQ2. Senna chơi cuối từ xa giáp nhiều, Than có một tí cũng làm choáng quẩy Q kịp, nó sẽ là mạng dành cho Than. Nhưng mà sau đó vẫn sẽ nằm mạng dành cho SOFM với tình huống vét mạng cực kỳ tốt. Khu vực đứng giữa Z sẽ bảo lớp giáp trụ nhờ vô danh, bảo cực kỳ nhanh luôn, ba lớp giáp trụ rồi. Đây có một con Z cũng hơi ghê, Galio cũng vậy, hùi lại bị đấm lên lại, dính hàng tỷ CC ở đây và chết. Z lên gank bù lại pha gank trước đó đến từ vị trí của Fan Fan, tốc biến né phi tiêu ạ. Né, 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 né. À, Than lên khai thác cái tủ Than này, cái tủ này là cái tủ mà combo xong băng địa chấn bồi vào thì đỡ kiểu gì được. Mạng dành cho sọp luôn à. Ngon, Ray xanh rồi. Thế ngại quá anh ơi. Thế ngại quá, hôm qua vợ cho được 100k sáng. Sọp solo cùng với đó là một tình huống lao trượt nhưng mà Z tốc biến lên. Thêm cả siêu dáng thế ạ. Lấy sọp, lấy mạng của sọp bằng mọi giá luôn. Hôm qua vợ cho được 100k ăn sáng thế lại cho Văn Tùng 50.000 mất rồi. Anh em đã chia đôi mỗi thằng tô phở. Cảm ơn anh rất là nhiều vì khỏi donate nha anh. Cảm ơn anh Tài nhiều ạ. Phi thạch chúng liên tục và sát thương đã đủ, có mạng sát đào thì Natalia rồi, team bắt đầu có dấu hiệu gượng lại. Nhưng mà sau khi mà tôi vừa nói xong khỏi mồm thì lại bắt đầu thấy chết. Quang đệ chấn trượt, Atchok của Fate không có đủ tầm để combo. Natalia tốc biến trả lại phi thạch tốt, Z đến với mạng chuẩn bị là giết chứ Natalia đã có luôn. Đang giao tranh liên tục ở đây và team sọc thực ra vẫn không lời. Dòng free rồi, sọc ra liếm nhẹ cực kỳ nhanh luôn. Nhìn con Raid đồ như đây cũng khá lực rồi. 10, 20, 30, 30% hồi chiêu. Phát hiện ra Kasa bằng một tình huống đánh hà thông đồ. Hà hoa soi sáng. Cướp cóc trong bối cảnh là Kasa sẽ ra và trừng phạt đến từ sọp nó sẽ là dễ dàng. Free luôn, bắn luôn đến từ sọp. Tốc biến lên bắn Q rồi sát thương cực kỳ nhanh. Z lại xuất hiện với hai bùa. Thổi chiêu cuối sọp có mà. Né phi tiêu. Ủa, né phi tiêu.
Ông Anista nhanh tay thế. Sọp vẫn sống kìa các bạn, kiểu vãi đái, tôi tưởng phần đấy sẽ chắc rồi. Phần đấy Kasa trả sát thương gắt thật sự. Lên cả giày pháp sư để dồn sát thương mà. Không thấy có Z đến dồn tử thần các kiểu được, thế mà không chết ạ. À. Vẫn không chết các bạn à. Mà đứng dưới không có dồn tử thần, đừng come on man. Ủng hộ lượng online sớm à. Ô, cứ ngày nào online sớm tôi được ủng hộ 50.000 này thì mỗi ngày tôi đều online có thể sớm hơn rất nhiều luôn. Biết online sớm mà tôi được donate ủng hộ này, tôi online sớm mấy ngày hôm qua rồi, mấy tháng trước rồi, không phải hôm nay tôi mới online sớm đâu. Và cảm ơn bạn Nguyễn Võ Minh Thành nhiều nha bạn. Cảm ơn bạn rất là nhiều vì khoản donate ủng hộ online sớm nha. Nay thực ra tôi tính ngủ đến tầm 10 giờ dậy online cho nó khỏe, nhưng mà thôi thì qua lỡ hứa với các bạn là hôm nay online sớm, tôi chả bao giờ thất thứ cả, tôi bảo online sớm tôi online sớm liền. Rồi hôm nay là 9:30 mò dậy online luôn. Có game Faker em vào xem luôn, có game sọc em vào xem luôn. Không trượt game nào. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Đánh nhau. Lúc này thì Anchock đang quẩy phía sau và đã có mạng rồi. Và Hexflat lấy từ sự Alu. Một tình huống giọng quy ra đập đập về, đánh tay làm choáng luôn, còn cái đập luôn bên phía bên kia đó thích từ phép của Fan Fan tìm được Than. Than có thể sẽ mất tốc biến đến rút bài vàng ra. Đó là tình huống bài, cùng với đó là một cú sắt chạy có hồi máu nhiều. Bài vàng tung ra chúng vào Kasa. Kasa dính vào định trấn bốc hơi ngay lập tức, không có đồ thủ. Z bên này cũng đang bị chặn chặn ngược lại, sọp thổi chiêu cuối từ xa những mạng khó thành cho Atchock. Ui, cái này không phải là vật kèo thì là cái gì các bạn? Định nghĩa của 1v9 lật kèo là gì nữa? Đứng dưới Than, một cú quy ba giữa đầu luôn, trong khi đó bài vàng rút ra khu đứng giữa có siêu dáng thế và Fan Fan không có gì để chạy cả, có cái đồng hồ rút bài vàng ra, tốc biến. Tốc biến chạy được, tốc biến theo khiêu khích đến từ Galio. Tôi thấy là sọp bỏ Fan Fan trông thấy rồi. Kasa đã chết ở đâu đó, không hiểu lý do tại sao lại Kasa lại chết ở đây. Trong khi mà Twitch Fate vừa phải lên bảng thì Kasa lại là người lên bảng cùng. À nhầm, cá sấu của Than chứ. Phi thạch cực kỳ đau đến Talia, bắt đầu có thêm số trong sách trường về dài. Tiến triển cực kỳ tốt, Alista vòng qua những góc cực kỳ khó chịu. Bây giờ bất kỳ ai dính quang địa trần sau cú combo của Alista đều bính cả đấy các bạn. Alista hết flash đến đây. Combo vào Z, quang địa chấn bồi vào. Đó là tình huống chiêu cuối được dùng để né quang địa chấn đến từ Z. Và tình huống chiêu cuối với Alista thì đam đâu ra đây. Sọc bắn quy sát tường đổ ngay lập tức và đó là mạng này cho Sọc. Galio này có miếng giáp vào đâu, Sọc nó bắn quy quy giờ thấy mất gần nửa cây rồi. Mất cha nó 10 số ở đây. Nó vừa nói khỏi mồm xong mà nhìn mặt mấy ông này nó hiện rõ một cái chữ throw game ở đây. Senna này kiểu gì mất spell, kiểu gì mất spell. Ôi sọp lướt bắn thẳng luôn, Galio hay cái gì cũng không sợ nữa các bạn ơi. 1v2 lần này 1v2 không thành vấn đề ạ. Tăng tốc pha các kiểu kích hoạt lên và sọp bắn cực kỳ rát ạ. Hai mạng dành cho team sọp. Tốc biến đánh hạt thông nổ cùng một lúc, tốc biến chạy làm sao đây Kasa. Sọp lướt lên, sọp có một cú đúp thổi R chết luôn Kasa ở đây, double kill sọp. Đó là gánh team, đó là thế giới. Giờ lướt đây nó bắn đi chỗ không người rồi. Tập này bớt đam đối với sọp, không phải là giờ nó quá e ngại nữa rồi. Ba đồ lại có cả cái đồ vô học vũ điệu thử thần ở đây nữa. Cái Death Dance này là một trong số những trang bị cực kỳ gọi là khó chịu. Đánh mấy con Z các thứ mà gặp đồ này đúng là khóc. Hồi nào Baron đi mấy ông. Senna thổi chiêu cuối từ xa, Baron trước người sau, Than là nạn nhân bị kẹt lại giữa 5 người. Z đổi bóng lại tấn công, sát thương là khá nhiều. Nổ dối từ thần Italia sẽ mất tương đối nhiều stack. Vẫn là đi hai ông ở đây. Sweat web à? Sweat web à? Đó, cái này là chả là 1v9. Level thế giới 1v9 đấy các bạn.